Một số người thường tắt điều hòa khi đã đủ lạnh, bật lại khi nhiệt độ phòng tăng lên vì cho rằng như vậy là để tiết kiệm điện năng. Nhưng đây là một việc không nên. Mình tắt bật liên tục thì lốc nó ngắt và khi nó đóng lại thì nó lại một cái lượng điện tiêu hao năng lượng, cho nên chúng ta không phải nên bật như vậy. Nghệ An là có cái nắng nóng và có cái gió lao á, thì nhiệt độ nắng nóng cao cho nên nhiều người dân là muốn bật nhiệt độ thấp nhanh. Nhưng mà theo tôi thì ở chỗ là mình nên xem cái nhiệt độ ở ngoài trời khoảng 42 độ thì ta xem chênh lệch của nó là cách khoảng 10 độ đến 12 độ thôi. Ví dụ 37 độ thì ta chỉ bật 27 độ, 40 độ thì ta bật có thể 30 độ dần dần, có thể giảm xuống dần, chứ ta bật một lúc là đột ngột như vậy. Ảnh hưởng đến máy và ảnh hưởng đến sức khỏe khi mình tiếp xúc cái nhiệt độ quá thấp. Mùa hè oi bức khiến nhiều người thường có thói quen mở máy điều hòa suốt ngày đêm, nhưng cách này không chỉ gây lãng phí điện mà còn gây hại đến sức khỏe. Điều này chỉ đúng khi điều hòa đang bật, nhưng trước và sau khi tắt, cửa phòng cần được mở để căn phòng thoáng đãng và không khí được lưu thông. Quạt điện và máy điều hòa đều là hai thiết bị làm mát hữu hiệu, song sai lầm lại nằm ở chỗ chúng ta thường không bao giờ cho chúng hoạt động cùng lúc mà chỉ sử dụng hoặc là quạt hoặc là điều hòa nhằm tiết kiệm điện. Nhiều người tin rằng lắp điều hòa ở khu vực nóng nhất phòng, thậm chí là trong góc tường sẽ giúp nhanh chóng giảm nhiệt và tạo không khí thoáng mát cho căn phòng. Nhưng quan niệm này là hoàn toàn sai lầm. Những cái bức tường nóng thì thường thường nó sẽ hấp thu nhiệt. Thứ hai là ảnh hưởng cục lạnh và thứ ba nữa là nó sẽ ảnh hưởng cục nóng ở chỗ là nó không giải nhiệt được. Khi mùa hè nắng nóng thì tường cũng tỏa nhiệt và cục nóng cũng tỏa nhiệt. Nhiệt độ ngoài trời cũng nắng cao thì chúng ta cục nóng có thể là do cái cảm biến bây giờ mới cho nên cảm biến nó sẽ ngắt, là lốc là không chạy và chúng ta không thể sử dụng được điều hòa. Nhiều gia đình có thói quen đặt chậu nước hoặc máy phun sương trong phòng điều hòa để tạo độ ẩm. Tuy nhiên, cách làm này được các bác sĩ cho biết là dễ gây nguy hiểm cho sức khỏe vì hơi nước sẽ thu hút bụi bẩn, vi trùng, gây bệnh. Đặc biệt, nó không tốt cho hệ hô hấp của trẻ nhỏ.